Ok các bạn ơi, hôm nay là ngày 11 tháng 7. Ngay chỗ mình đi cắm trại ở ngoài này lại gọi là Evergreen Lake. Mình ra đây ngày hôm qua các bạn. Mình ngủ lại đêm hồi tối, ngày nay mình ở lại, mình ngủ lại tối nay nữa, ngày mai mình mới về. Thì mình quay cái video, một đoạn video ngắn cho các bạn coi chỗ mình đi cắm trại. Các bạn, cây này thì trái quá trời các bạn ơi. Mà ăn không có được, cây gì mà mình không biết nữa. Việt Nam mình hình như không có cây này. Các bạn thấy trái này, trái là tiểu luôn. Thì mình làm cái video này, mình dục lên cho các bạn coi cho vui, đi cắm trại ở Mỹ. Đây là cái chỗ cắm trại này nha các bạn. Cái đường mình vô đây. Mình quay một vòng cho các bạn coi cái cảnh ở đây nha. Chỗ đó là một người, có một cô tối hôm qua mà sáng nay người ta đi rồi, người ta ở lại một đêm người ta đi rồi. Nên chỗ kia cũng vậy, có một anh chàng cũng muốn lại một đêm mà đi mất rồi. Thì hôm nay là chỗ mình, quay cho các bạn coi cảnh này nha. Đây, cái đường đi vô đây. Đi qua bên này. Đó là đường chạy lên. Cái trại của mình là number 10. Số 10. Đó, các bạn thấy số 10 không? Thì mình qua đây. Đường chạy thẳng qua bên lên cái đồi dốc đó, đó các bạn, là bên kia. Bên kia có hình như 20-30 chỗ để cắm trại nữa, cũng nhiều lắm. Còn trước mặt các bạn cái đó là cái nhà cầu và nhà tắm. Ở đây sạch sẽ lắm các bạn, tắm phi các bạn, không có trả tiền, không có gì hết á. Các bạn thấy cái chỗ đi chơi ở đây nè, các bạn thấy sạch sẽ không? Không có một cọng rác nha các bạn, ai nói cũng vậy. Người nào xong xuôi rồi trước khi đi về á, là các bạn phải dọn cho sạch sẽ hết, không để một cọng rác. Đó, ở Mỹ là người ta lịch sự, cái chỗ đó người ta rất là thận trọng đó, người ta giữ vệ sinh chung với nhau nha các bạn. Các bạn ngó hai bên giá đường nè, các bạn thấy có một miếng giấy dụng, có một cái gì không? Không bao giờ mà ở đây là ngồi cái chỗ đi cắm trại nha các bạn, chứ không phải là trong phố, trong ống gì đâu các bạn ơi. Chỗ đi cắm trại nên các bạn thấy sạch sẽ không? Không có một cọng rác. Chỗ này cũng có một người ở mà người ta đi mất rồi. Người ta ở lại một đêm là sáng người ta đi. Bên kia cũng đông lắm, đi hết rồi. Rồi chiều nay người ta ra, người ta ở lại tối nay cho ngày mai. Còn cái số người ta ra hôm qua, người ta ở lại một đêm thì bữa nay người ta đi hết rồi. Rồi bắt đầu mình qua cho các bạn coi cái chỗ vô của mình đây. Cái chỗ của mình đi vừa xuống đây nha các bạn. Cái đường này rất là hẹp nha các bạn. Nè, các bạn có đường chút xíu này thấy chưa? Đó. Mà mình lui chiếc xe tắc mình đút chiếc tàu mình vô trong cái hẻm đó đó các bạn. Lui mình là lui vô là một phát một thôi. Tại vì mình là sư phụ rồi. Mười mấy năm đi chơi ở ngoài này có kinh nghiệm. Đối với mình là dễ như trở bàn tay. Mà Mỹ thì nhiều người nó cũng vô đây mấy cái này nó khó khăn lắm nha các bạn. Mình quay các bạn coi, đây là người bạn của mình, lâu năm lắm. Mình muốn đi đâu nó đưa mình đi tới đó, mình muốn lên núi nó đi lên núi với mình. Đi hiking, đi săn bắn là cũng leo núi leo đồi là mình xài nó không. Nó ngoan lắm các bạn ơi, mình thương nó lắm, mình cưng nó lắm. Nó cũng mười mấy năm rồi. Hơi cũ chút xíu nhưng mà xe Mỹ mà tốt lắm, mạnh lắm. Nó là xe là cái đầu của con trâu đó các bạn, gọi là xe Dodge đó. Nè. Cái đầu của con trâu này, con Ram nè. Đó, nó đó, cái đầu Ram đó, Dodge đó. Cũng cũ rồi nhưng mà rất là ngoan. Thì mình quay cho các bạn coi cái chỗ của mình. Đó, nó và người bạn đây nữa. Hai người bạn này là hai người bạn chí thân của mình đó nha các bạn. Mình muốn đi đâu nó đưa mình đi. Mùa hè thì người này dẫn mình ra ngoài hồ, ra ngoài lake đi quậy chơi, chạy trên nước, trên đồ. Mở nhạc, đi chơi cho vui. Đó là nó, là chiếc tàu này đây. Nó theo mình cũng chục năm rồi. Nhưng mà tàu thì các bạn ít đi lắm. Một năm nhiều khi các bạn đi 3-4 lần vậy thôi. Nhiều khi năm đi 10 lần không tới. Nhiều khi năm đi 5 lần. Thì các bạn đi lần, các bạn về là các bạn rửa sạch là các bạn giữ là nó còn mới hoài vậy đó. Nó không giống như xe các bạn chạy mỗi ngày. Các bạn để dơ, còn cái này là mỗi lần mà mình lên trên bờ rồi là mình rửa sạch sẽ trước khi mình về nhà. Rửa trong rửa ngoài sạch sẽ trước khi mình về nhà đó. Cho nên nó mới lắm các bạn. Nó rất là mới. Cũng có chục năm rồi, bản thân của mình. Thì mình chẳng các bạn coi ở đây. Ngay chỗ cái cắm trại là nó có cái bàn cho mình đây các bạn. Ha, cái bàn nè, đốt củi nè các bạn, hồi tối đốt rồi, đó. Bây giờ cũng mới bỏ vô xíu đốt, bây giờ trời nắng quá mình dọn hết đồ vô rồi mình không để ngoài bàn cho nó nắng các bạn ha, đó. Rồi qua đây, cái nhà của mình đó, từ chỗ đó các bạn thấy chỗ của mình rộng không? Rất là đẹp các bạn có cây cảnh này, các bạn thấy cây cảnh các bạn thấy đẹp không? Đó, cái nhà của mình đó, mình nằm ngay chỗ cái đồi, đó, mình nhìn thấy chưa? Các bạn trải đây, nằm ở đây các bạn nhìn xuống dưới đồi này, đó, các bạn thấy chưa? Còn đó dưới cái chỗ rừng cây á, bên kia đó
qua bên kia rừng cây đó là cái hồ đó, dưới nước cái hồ lớn, cái hồ mình bỏ tàu xuống mình chạy chút nữa đó. Đó, qua bên kia rừng cây là chút nữa người ta ra cái hồ đó là người ta đông như kiến đó các bạn. Người ta ra người ta tắm nè, người ta barbecue nè, người ta nướng thịt nướng đồ người ta ăn đó. Còn bên đó là còn lại gia đình này ở đây. Còn bây giờ đây là cái nhà của mình đây các bạn thấy không, nó nằm ngay chỗ cái đồi đẹp lắm, bằng phẳng rồi đó các bạn. Đó, qua các bạn coi cái nhà này là cái nhà di động của mình lên núi mình cũng mang nó theo, mình đi ra hồ ra ngoài này mình cũng mang nó theo đó các bạn. Đấy đó, cái chỗ của mình là các bạn, nó rộng á, lên tới cái chỗ cái đường đó đó các bạn. Đi qua bên đó các bạn thấy không đó, bạn của mình đây các bạn thấy cái hoàn cảnh đẹp các bạn ơi. Ra ngoài này gió nó mát á các bạn, gió hiu 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 nó làm các bạn dễ ngủ lắm, rất là relax nha các bạn, rất là thoải mái. Bốn cái loa 400W mở nhạc âm mỹ, ra ngoài nước là mình quậy á, mình quậy tưng luôn, mình quậy là mấy thằng Mỹ nó phải sợ mình luôn, tại mình đi có một mình à, tàu mình nhẹ nữa mà đi một mình bay luôn, chạy như bay vậy đó. Ra ngoài nước quậy dữ lắm, mấy Mỹ nó né hết á. À, cuối tuần nào cũng vậy, mùa hè nè các bạn nóng rồi là mình xách nó ra ngoài mình đi chơi cho nó mát. Nó có cái đồ che mát mà mình không có bật lên, mình để trong chiếc tàu ạ, để cho nằm ở trong luôn các bạn thấy không, rất là vui, rất là sung sướng các bạn. Cây đẹp quá các bạn ơi, mình thích cây cảnh lắm, mình thích thiên nhiên lắm, nature là của mình đó các bạn. Mình là dân outdoor mà, leo núi săn bắn cắm trại câu cá là mình ạ. À, cái ghế của mình ở đây, bên kia nó nắng quá, đáng lẽ mình để chỗ cái bàn này các bạn, nhưng mà nắng quá mình để chỗ này mình ngồi cho nó mát này. Đó, để sát cho chiếc tàu, nó có bóng mát của chiếc tàu mình ngồi. Chiếc tàu này thì đi 8 người, có 8 cái ghế, trước 2 người nè, phía sau kia nè, đi được 8 người. Nhưng mà mình hồi giờ mình đi một mình không à, với lại con mình thì thỉnh thoảng lâu lâu nó có giờ thì nó đi với mình, mà nó bận nó đi làm rồi, tại nó làm cuối tuần đó các bạn, cho nên nó không có thời giờ thì một mình được đi hoài vậy đó. Cũng uổng lắm, nhiều khi người ta trong có tàu để người ta đi chơi mà mình có không có, mà mình có mà mình cứ đi một mình hoài thế nó uổng lắm, nó cũng phí, giống như lãng phí vậy các bạn. Nhưng mà không sao, mình làm cực khổ các bạn ơi, kệ, ráng làm, mình cày, chịu chơi thì chịu chi thôi, mình ráng cày thì mình phải làm cái gì cho nó bản thân mình cho nó vui vẻ, phải không các bạn. Mình cày quá cực khổ rồi thì mình cứ enjoy thôi. Nó đồ đạc của mình đem, các bạn thấy mình đem chưa, một thùng vừa bia vừa nước uống nè, Corona. Hồi tối hôm qua dứt 8 chai rồi, bây giờ chút nữa là uống mấy chai nữa rồi xuống nước, uống chai 2 chai thôi, xuống nước chạy chơi cho đã, quậy cho đã rồi lên trên bờ rồi bắt đầu chiều bắt đầu uống tăng nữa rồi ngủ lại, cái mai thích thì xuống nước chơi chút xíu nữa rồi về, xuống nước quậy 2-3 tiếng, còn không thích thì đi về thôi. Một mình mà mình đây mà các bạn thấy đồ ăn ghê chưa, đồ để nấu, thùng đó thùng nước, còn thùng này là bia với lại nước tăng lực, bên kia là nước lạnh, nước đồ uống đó, đem đồ nồi nấu đầy đủ các bạn, đem quần vợt nữa, mà ra đây không có ai hết thôi, mình đi mình đem theo vậy chứ một mình mà chơi với ai, nhưng mà đem. Còn đó là cái giọng của mình à, trưa nằm đây hướng mát các bạn, lý tưởng không các bạn. Bây giờ vắng rồi, người ta đi hết rồi, chút chiều bắt đầu người ta mới ra lại, chiều người ta ra lại đông lắm. Bây giờ là nó ra mới tới chiều, ra tối, nhiều khi các bạn 2-3 giờ sáng nó còn ra, nó đi chơi về khuya đó các bạn, nó ghé ra ngoài này nó ngủ đó các bạn. Đó, đó cái giọng của mình các bạn thấy lý tưởng không, thoải mái lắm các bạn ơi. Ra ngoài này thấy con người mình nó rất là an nhàn các bạn, nó làm cho người mình an nhàn và thoải mái lắm, cho nên mình thích ngồi ra, mình thích đi ra ngoài nature lắm, mình thích thiên nhiên. Ra ngoài này các bạn không, đi trong rừng cây này gió nó mát, nó làm lạnh của người của các bạn sung sướng lắm, bữa lại nó yên tĩnh các bạn, không có ai gần các bạn hết, không có ai ồn ào hết các bạn ha, cho nên các bạn sung sướng. Các bạn có mấy cái cây này, có cái tàn của nó đẹp không đó, các bạn. Tại bây giờ nắng nó lên cao rồi, nó hay chói vô cái điện thoại, cái phone. Kỳ quá. Chứ cái nào mà chiều á, chiều mát mát các bạn quay nó đẹp lắm. Các bạn thấy cái cây cái tàn đẹp không?
đẹp dữ sợ. Nói kìa, nó cây cảnh này. Mình rất là thích cây cảnh như vậy là các bạn. Mình ngồi mình nhìn biết suốt ngày cũng được nữa. Ngồi mình hưởng thụ, enjoy, relax, sung sướng lắm các bạn ơi. Bên kia là có người bên kia này, chỗ này ha. Chút nữa các bạn muốn là lấy ná đó, bắn hay sóc đài luôn nó ra đây nè, chuẩn bị nó lên đây. Các bạn ăn, các bạn giục chip, giục đồ ăn ra nó tới nó ăn á. Đài luôn. Mà mình không có bắn, bắn chi tội nữa. Mình đâu thiếu đồ ăn đâu mà bắn chi mấy con đó, bắn sóc, bắn chim rồi thấy tàu lỗi. Nó nhỏ, nó dễ thương quá, đừng không bắn nó. Mình chỉ bắn nai, bắn gấu, bắn sư tử thôi. Đó, bắn là bắn hàng lớn luôn vậy đó. Chứ còn mà mấy con sóc, mấy con thỏ rồi tội lắm, không bắn. Bắn là bắn nai bự, gấu bự, sư tử, quốc. Đó, quay một đoạn video cho các bạn coi vậy thôi. Coi đó cái chỗ cắm trại á. Ở bên Mỹ này cắm trại nó đẹp như vậy đó các bạn. Và nó sạch sẽ lắm, lịch sự lắm. Giống như là giữ vệ sinh chung á các bạn. Giữ vệ sinh với nhau. Trước khi mình về, chút mình cũng vậy. Mai mà trước khi mà mình về là cái chỗ của mình ha. Không có một chút xíu rác nữa. Nó cái chỗ các bạn đó, có cái thùng đó các bạn. Bao nhiêu rác bỏ vô đó hết rồi đó. Để sẵn hả, tới chừng ra cái sách ra, bỏ vô cái thùng rác lớn là xong thôi. Các bạn thấy cảnh đẹp lý tưởng không các bạn? Quá đẹp ha. Mình ngày này là ngày thứ hai, tối nay là tối thứ hai, sung sướng rồi đi về. Mai trưa về, muốn về lúc nào mình về thôi. Đó, vậy là các bạn. Thì mình làm một cái đoạn video cho các bạn coi cho vui vậy nha. Mình dục lên cho các bạn coi vui, chắc các bạn cũng coi nhiều video của mình dục lắm. Mình đi cắm trại, mình dục, mình đi câu cá, mình dục. Với lại mình chạy tàu dưới hồ, hồ đẹp, mình quay, mình dục lên cho các bạn coi. Cho nó vui, coi cảnh, quang cảnh cho nó vui vậy thôi, nó khác lạ. Chứ còn mình nói thẳng với các bạn, mình không phải là YouTuber nha các bạn. Các bạn nào coi cái video của mình rất là cảm ơn các bạn. Các bạn thích hay không thích cũng để trong lòng, mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chứ còn các bạn đừng có nhắn vô nói này nói kia. Tại vì mình nói thiệt, cái video của mình các bạn coi các bạn cũng hơi buồn. Tại vì mình không có sặc sạo sạo sạo, mình không có này kia kia nọ phải không. Tại vì mình không phải làm lấy view, cho nên mình nói là các bạn hiểu rồi. Thì mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Enjoy cái video của mình. Còn các bạn coi, không cần các bạn bell cho mình, không cần các bạn subscribe, không cần các bạn link. Mình không cần, mình nói thẳng. Tại mình sống là mình đi ra ngoài nature, mình quay dục cho các bạn coi cảnh quan lạ khác nhau, chỗ nào vậy thôi chứ còn không ấy đâu nha các bạn. Thì mình không gì, làm một đoạn ngắn video vậy thôi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Chút nữa mình cũng chuẩn bị bỏ tàu xuống nước đi quậy tăng nữa. Quậy 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Chạy lên uống bia cho nó đã. Rồi nướng đồ ăn, rồi uống bia cho đã. Rồi muốn ngủ lúc nào ngủ thôi. Rồi sáng mai dậy về thôi. Này sáng sớm rồi nè. Mà cũng là khui thằng trai rồi nè các bạn. Mình là vậy đó. Sống mà hưởng thụ đi các bạn. Bây giờ các bạn có hưởng cũng mấy chục năm, mà không hưởng các bạn có cày 24/24 các bạn cũng mấy chục năm thôi. Cái này không phải mà nói, mình không dám nói gì, không phải dạ đời nghe. Nhưng mà cái không nói các bạn cũng đủ biết, đã biết mà. Cho nên kệ các bạn ơi. Enjoy để các bạn thương bản thân mình chút xíu. Này. Đồ ăn, đồ trong này nè. Còn quá trời. Đó, chiều nướng mấy cái này lên cái nhạo đó nha các bạn. Nó một thùng đồ ăn đây nè. Bia nè, còn thùng bia trong góc kia nữa kìa, nhiều lắm. Một mình đi ra ngoài này mà các bạn biết hai ngày ở đây mình đem bao nhiêu không? Hai thùng 12 là 24 chai đó các bạn. Thì uống không hết thì còn đem về thôi. Nhưng mà mình thích là như vậy đó. Mình thích hồi nào mình cũng enjoy. Mình mua ra ngõ, mình ra ngõ là mình đi núi cũng vậy, mình đem nhiều lắm. Uống không hết, mang về, xe nó chở chứ đâu phải mình khiêng nặng đâu mà sợ. Mà chẳng thà dư chứ đừng bao giờ để thiếu. Đó là cái tính của mình. Thôi, có gì mình cũng mời các bạn nha. Làm với mình miếng bia này. Cảm ơn các bạn coi cái video của mình nha các bạn. Thì mình cũng giống như những gì mình đã nói các bạn vậy đó mà. Sống enjoy các bạn ơi. Mời các bạn miếng bia này nha. Corona này là Corona của Tây Ban Nha, của Mỹ chứ không phải là Corona của tàu đó nha các bạn.
Corona của tàu thì không được, chứ Corona của Mỹ là vô tư mà uống nha, muốn uống máy đó uống. Mình nói là chắc lại các bạn hiểu. Xài đồ của Mỹ, Tây Ban Nha chứ đừng xài đồ của tàu, xài cái này mà của tàu là nguy hiểm lắm á. Enjoy nha các bạn. Mới để bộ rau, mới từng này để bộ rau. Chắc các bạn nhìn thấy bước video khác thấy cũng hơi lạ nha, tại mình để bộ rau. Thôi có gì mình chúc các bạn một ngày vui vẻ nha các bạn. Chúc các bạn may mắn trong cuộc sống, những gì các bạn muốn làm, chúc các bạn thành công. Và thứ nhất là sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye các bạn nha.